máy ép dầu lọc vừng thông minh 3A, một sản phẩm hữu ích và tiện lợi cho mọi gia đình. Máy được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn và sang trọng, đi kèm với máy còn có các phụ kiện hỗ trợ cho việc ép dầu và vệ sinh tháo lắp máy. Sau đây, kỹ thuật viên của công ty chúng tôi sẽ vận hành chiếc máy này để các bạn có thể hiểu rõ hơn về tính năng của máy cũng như cách sử dụng máy. Trước khi vận hành thực hiện kiểm tra máy, để máy ở nơi bằng phẳng, tiến hành cắm điện cho máy. Sau khi cắm điện xong, ta ấn công tắc khởi động máy. Xin kính chào quý khách, chào mừng quý khách hàng đến với chiếc máy ép dầu lọc thông minh 3A 320W của công ty cổ phần đầu tư Thế Tuấn. Công tắc khởi động máy đã được mở, ta nhấn nút có chữ chu để cài đặt nhiệt độ theo nguyên liệu bạn muốn ép. Tiếp tục nhấn nút run để máy vận hành. Đợi khoảng 3 phút cho nhiệt độ của máy ổn định. Trong khoảng thời gian đó, ta tiến hành cho nguyên liệu vào phễu nạp. Bắt đầu ép dầu. Máy bắt đầu hoạt động. Nguyên liệu được ép cho ra sản phẩm là dầu ăn và bã nguyên liệu sau khi bị ép kiệt dầu. Một ưu điểm của máy nữa đó chính là sau khi hết nguyên liệu, máy sẽ tự ngừng hoạt động. Ta ấn nút tắt máy, rút điện, đợi khoảng 3 đến 5 phút cho bộ phận ép dầu của máy nguội. Lúc này ta tiến hành tháo ra để vệ sinh máy. Sau khi ép dầu xong, ta tiến hành mở nắp máy, sau đó dùng dụng cụ tháo đầu ép dầu để mở trục giữ đầu ép dầu. Khi đã mở được trục giữ, ta chỉ việc tháo ống dẫn dầu và tháo trục đầu nghiền rồi mang đi vệ sinh. Để việc vệ sinh máy được sạch sẽ, ta sử dụng chổi vệ sinh đi kèm theo máy để chà rửa phần trục nghiền với nước, có thể dùng khăn sạch và ẩm để vệ sinh thân máy cũng như các bộ phận khác. Sau khi vệ sinh xong, ta lau khô các bộ phận và tiến hành lắp lại vào máy. Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo, bộ phận nào tháo ra sau thì ta lắp vào trước. Quá đơn giản đúng không nào? Với chiếc máy ép dầu lọc vừng thông minh 3A này, việc sản xuất dầu ăn tại nhà chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi để sở hữu chiếc máy thông minh này? Phương pháp đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422 050505 ở khu vực miền Bắc và 098493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn và đặt hàng thuận tiện. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng miễn phí tại các bến xe trong bán kính 15 km tính từ kho hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.